Chào chị ạ. Dạ. Chào hai đứa ha. Dạ em ở đây thường gọi là Tinh Ly. Dạ còn đây là con trai của em Tinh Hiếu, còn con gái là Tinh Thảo. Dạ 41 tuổi. Con trai nay 14 tuổi. Năm nay vô lớp 8. Con gái năm nay 8 tuổi lớp 3. Tại là bây giờ là đi học trở lại rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng nghe nói về cái hoàn cảnh của mình á. Dạ. Nói chung là có bé Thảo nó bị bệnh á, nên hàng tháng cũng phải đi điều trị bệnh bé Thảo. Rồi ở đây có ba mẹ con sống chung mà, về chồng thì bỏ rồi, ly dị chồng rồi. Nay cũng gần năm rồi. Kiểu như ảnh không có trách nhiệm gì với gia đình á, con cái không có quan tâm tới. Thì tối ngày á không có đi làm mà ăn tối ngày đi nhậu đồ này kia không à, thì thấy cuộc sống vậy thấy mệt mỏi quá thì nên thôi vậy ly dị. Bệnh dạng dị mạo, dị dạng bên mạch máu. Dạ. Nè có nè mấy cái chỗ bầm này. Hả? Trong cái lưỡi nữa. Dạ. Tím nó sưng nó bầm lên thôi. Dạ dạ. Dạ. Thảo thì bị lâu chưa? Bị này càng từ hồi nhỏ tới giờ luôn. Từ sơ sinh thôi. Dạ đúng rồi. Mới 6 tháng tuổi là nó nổi nó phát lên tới giờ luôn. Tức là từ 6 tháng trở đi thôi. Dạ đúng rồi. Mà thì bác sĩ nói là này nó là bị bẩm sinh trong bụng mẹ, nhưng mà kiểu như tới thời kỳ đó nó mới trổ ra. Dạ. Chứ là bác sĩ nói này là nhìn nó bị bẩm sinh. Dạ. Dạ đúng rồi, đi lên bệnh viện nhân dân gia đình ở đó. Dạ. Không có can thiệp chiêu sâu á, vô tiêm thuốc. Dạ. À, mỗi lần tiêm vậy á, mỗi lần đi tiêm là phải đóng 8 triệu. Dạ. Cái bên này bên bảo hiểm nó không có chi trả nên mỗi lần đi mấy mẹ con rất là vất vả. Kiểu như hoàn cảnh của em thì anh cũng thấy khó khăn, vậy thì một mình em ở nhà em làm thì em nuôi hai đứa con nữa, là cái tiền chi phí cho đi điều trị bệnh á thành chất là không có, nhiều khi đi á phải mượn người này mượn người kia rồi á mới có tiền, từ từ lần lần chứ không có tiền để mà chi phí đi một lần vậy. Cũng như ở nhà em may hàng đó đó, em may hàng gia công vậy, em chỉ chi tiêu đủ cho ba mẹ con, kiểu như là nhín nhút tiết kiệm dữ lắm mới là đủ sinh hoạt trong gia đình thôi. Còn cái tiền bệnh của Thảo thì em vô phương vậy. Mà em cũng ráng đi chờ Thảo nay cũng được mấy lần rồi. Giờ nói chung là tới đây em cũng muốn hết khả năng rồi. Dạ. Cứ đi lên tiêm thuốc xong rồi cái bác sĩ hẹn cái ngày đó lên tiêm nữa thì bác sĩ sắp lịch để tới chừng đó đi, mỗi lần đi chỉ nằm viện 5 ngày. Dạ. Nó chỉ có áp dụng là tiền nằm viện thôi. Dạ đúng rồi. Tiền thuốc là kiểu như thuốc giảm đau, thuốc trụ sinh cho nó cái lúc mà tiêm thuốc tiêm này kia vô cho nó bớt đau, nó tan máu bầm thôi. Chứ còn mà hả vô mà tiêm thuốc cái mũi thuốc đó là bên bảo hiểm nó không có trả. Nói chung là cũng có tháng này tháng khác,
anh tháng hàng nhiều thì cũng được 3 triệu mấy 4 triệu, còn tháng có khi có 1 triệu mấy 2 triệu. À thế từ lúc mà hai vợ chồng không còn bên nhau đó, chồng ngồi nhận ra được vấn đề đó không? Không, không có ấy, đã nhiều lần, em lúc mà chưa ấy em cũng đã nói rồi, em khuyên em cũng nói rồi, nếu mà tình trạng như vậy mà không có suy nghĩ mà lo cho làm đặng trị bệnh cho con, chứ mà lo làm đặng lo cuộc sống cho hai đứa nhỏ thì em sẽ không có sống nổi cái kiểu mà ở nhà em lo toan mọi thứ ảnh cứ dửng dưng tối ngày là không có đếm xỉa tới. Thậm chí con Thảo đi bệnh viện tiền của một mình em chạy chữa, em tự chạy em tự lo không à, chứ không khi nào mà tới đi ảnh hỏi là chuyến này đi cho con vậy mà có tiền đi không, không hỏi, em tự mượn người này mượn người kia rồi em về cái em làm á, là mẹ con cứ nhín với em mấy lần, gì ba cũng có cho góp tiền cho Thảo à, để em mới để dành những cái số tiền đó em đi cho anh Thảo, đến mức độ mà kiểu như em khuyên là đi làm đặng kiếm tiền trị bệnh cho anh Thảo, ảnh nói là giờ ổng không làm gì thất nghiệp, ổng không có làm gì. Rồi người ta hỏi, người ta nói giờ con bệnh vậy giờ tính làm sao, cái ảnh mới nói thằng ổng không lo chưa xong, ổng không lo cho ai. Làm thợ điện. Ảnh hay đi thành phố làm thợ điện chứ ở đây ảnh không có làm. Em á, thì nằm trong danh sách là hộ cận nghèo, nhưng mà cái đợt hồi mà xét cận nghèo á, là xét em cận nghèo mà thấy bé Thảo bệnh á, là cho Thảo vô hộ nghèo. Thảo thì được ghép với người ta là hộ nghèo, còn em là hộ cận nghèo. Thảo được ghép với ai? Ghép với người ở trong ấp á. Cũng như ở đây có cái cô đằng kia là cổ hộ nghèo, mới ghép tên Thảo vô cái người đó. Rồi cái chú trưởng ấp mới nói là thôi giờ kiểu như ghép như vậy thì thấy nó lộn xộn quá, thì thôi đợi năm sau đi lì chú cho con vô hộ nghèo ba mẹ con, chứ thấy hoàn cảnh của con nó cũng đứt ruột quá. Con trai với con gái học được đấy. Con trai thì học cũng khá, con gái thì học giỏi, năm nào cũng vậy, lãnh với khen giỏi. Dạ treo đâu thì chú thấy bỏ trong tủ à, để em lấy. Từ cái năm lớp mà đi học tới giờ là năm nào cũng được khen á. Dạ. Cái này của anh ha. Dạ. Dạ. Ở cái đợt mà hồi năm lớp 2 á, ở thấy đứt ruột lắm, đi bệnh viện mà nằm nhập viện á, nằm viện về còn có 2 ngày nữa là thi kỳ 1 rồi, mà vô á mặt còn sưng còn đau, và mày vô cô dạy kèm đặng thi á, mà cũng cố gắng lắm, được điểm 10 với điểm 9 rồi, em thấy mừng gì đâu á. Đó có nghị lực ham học đó. Dạ. Để cho em hỏi là từ khi mà Thảo mắc bệnh á, cái việc sinh hoạt ăn uống
Không, ăn uống cũng bình thường, không có khó khăn. Mà có thuốc á thì kiểu như là không có thuốc, mà chỉ tới đợt là đi lên tiêm thuốc vậy thôi, chứ thuốc uống là không có. Những cái lần mà đi uống thuốc á, là có một lần là đi bệnh viện Nhi Đồng 1 á, nó nói là bị gì bú máu, nó cho uống thuốc. Nhưng mà cái đó không phải, cũng uống thuốc đâu cả nửa năm luôn á, nhưng mà nó không có ấy chị trên. Cái bắt đầu em mới chuyển qua bên gia đình, nó mới nói là dị dạng mạch máu này, là mới bắt đầu điều trị bên gia đình, em mới thấy có sự thiên giảm, nó giảm. Bây giờ anh thấy cái càm nó là nó gom gọn, là một lần nó phù hai bên này ra, rồi ở dưới đây nó có nguyên một cái nọng bự luôn. Dạ, là kiểu này lúc đó là chưa có trị bên gia đình, là cái này là trị bên gia đình, là giờ kiểu như hỏi bác sĩ chích một bên đây rồi dưới bên đây, như dưới cái àm á là chích rồi cái nó gom gọn, nó teo lại bớt rồi đó. Này có lúc trước mà nó sưng như vậy Thảo có đau không? Không có, lâu lâu cũng có đau. Còn bây giờ, tại bây giờ cũng lâu lâu mới đau chứ không có đau thường xuyên. Dạ đúng rồi. Bình thường vậy đó hả? Bình thường. Rồi viện thì ta có nói là khi nào mà tiếp điểm cái đứa đó được. Dạ, càng bác sĩ nói là kiểu như giờ tiêm thuốc, kiểu như mình cái thể trạng của Thảo nó kiểu như còn nhỏ, mình tiêm mình cũng theo mà từng mức độ chứ đâu có. Dạ đúng rồi, nên bác sĩ mới nói là giờ tiêm mà tới chừng nào hết thì biết, chứ giờ cũng không có nói được cái chính xác là lúc nào nữa. Là từ hôm nào nay em đi tiêm trị cho Thảo á, là mới có chích ở ngoài cái càm không à, mà đã 4 lần rồi. Dạ, mà ở trong cái lưỡi chưa có đụng tới. Bác sĩ mới nói là chừng nào tiêm cái lưỡi nó tiêm ở ngoài cái càm cho nó thiệt hết á là mới vô tới cái lưỡi. Thì một cái dầu gió của chị Lò Lem. Em cảm ơn anh. Ngoài ra thì cũng có 1 triệu đồng của một mạnh thường quân ở Bắc Sát. Dạ, hỗ trợ Thảo để có tiền là mình thuốc. Dạ, mình cảm ơn. Xe dạ. Có để tìm bằng Thảo là. Dạ. Thì có muốn nói gì không? Em giờ cô không biết nói gì. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị à. Thời gian qua cũng có nhiều mạnh thường quân ủng hộ cho cái Thảo một số tiền đặng đi trị bệnh. Em ở đây em thành thật em rất là biết ơn những mạnh thường quân đó, những tấm lòng vàng đã gom tiền cho Thảo đi điều trị. Em cảm ơn rất nhiều. Chú Thảo sắp thành tình nha. Cố gắng học giỏi ha. Học giỏi để các cô chú thương Thảo có động lực hơn ha. Yeah.